Bóng đá Cadiz với Real Madrid. Trận Cadiz với Real Madrid, phong độ gần đây của Cadiz không thực sự tốt. Trong năm trận đấu vừa qua ở La Liga, họ chỉ giành được duy nhất một chiến thắng. Không chỉ công cùn khi mới ghi được 23 bàn sau 28 vòng đấu, Cadiz còn thủ kém tới 40 bàn thua. Với phong độ đó, rất khó để đội bóng của huấn luyện viên Gonzalez tạo nên bất ngờ trước đội bóng.